Ngọc Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 1 năm 2018, đến với chương trình Good Morning Washington DC gồm có Phần 1 là tin quan trọng trong ngày, bao gồm những chi tiết liên quan đến Nước Mỹ rớt ra khỏi top 10 trong danh sách chỉ số sáng tạo của Bloomberg. Hàng ngàn công dân Anh Quốc mua bằng giả từ một cơ sở kinh doanh bằng cấp dởm ở Pakistan. Cựu Tổng thống Mexico Vincent Fox cho rằng Mỹ có quyền xây dựng tùy ý các bức tường mà nước này muốn. Cái chết của ông Lê Đình Hồ, một luật sư người gốc Việt ở Úc, có nhiều bí ẩn vì cảnh sát vẫn chưa tìm ra được lý do tại sao hung thủ lại bắn ông. Chính phủ Somalia thông báo lực lượng an ninh nước này vừa giải cứu 35 trẻ em bị nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Sabab tuyển dụng. JD.com, INC cáo buộc Hoa Kỳ thi hành chủ nghĩa bảo hộ nghiêm khắc chống lại các công ty Trung Quốc và khuyến cáo rằng việc này sẽ có ảnh hưởng ngược đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Trong phần 2, Ngọc Vi kính mời quý vị theo dõi chương trình phong thủy ứng dụng với ông Phạm Ngọc Hoàng mảng đàm về loại nhà đoài trạch, tức nhà tọa Tây, hướng Đông. Để mở đầu chương trình, Ngọc Vi xin kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng trong ngày. Lần đầu tiên, từ 6 năm qua, nước Mỹ rớt ra khỏi top 10 trong danh sách chỉ số sáng tạo của Bloomberg theo kết quả sắp hạng của năm 2018. Trong khi đó, Nam Hàn và Thụy Điển vẫn tiếp tục giữ ngôi vị 1 và 2. Singapore vượt qua các quốc gia Âu Châu như Đức, Thụy Sĩ và Phần Lan để đứng hàng thứ ba. Trong khi đó, Trung Quốc lên hai hạng để vào hàng thứ 19. Một phần là do có nhiều người tốt nghiệp trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và gia tăng trong số bằng sáng chế. Bản tin của tờ Wall Street Journal cho hay, chỉ số này bao gồm 7 lĩnh vực, gồm chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển cùng số với các công ty kỹ thuật cao có cổ phiếu trao đổi trên thị trường. Nước Mỹ rớt từ hạng 9 xuống 11, phần lớn vì lý do có sự sút giảm trong lĩnh vực giáo dục bậc trung học liên quan đến trình độ hiểu biết về khoa học và kỹ thuật của học sinh khi tốt nghiệp. Theo lời ông Robert, giám đốc cơ quan nghiên cứu Information Technology and Innovation Foundation ở Washington, D.C. Ông cho biết rằng, ông thấy không có dấu hiệu nào cho thấy chiều hướng này sẽ thay đổi. Cũng theo ông, các quốc gia khác có thay đổi bằng cách gia tăng sự tài trợ cho lĩnh vực nghiên cứu phát triển cũng như biến kết quả nghiên cứu khoa học thành sản phẩm bán ra thị trường. Hàng ngàn công dân Anh Quốc mua bằng giả từ một cơ sở kinh doanh bằng cấp dởm ở Pakistan một cuộc điều tra của BBC cho hay, Exact tự nhận là hãng công nghệ thông tin lớn nhất thế giới, quản lý mạng lưới hàng trăm trường đại học trực tuyến giả do các đại lý từ trung tâm dịch vụ Karachi ở Pakistan điều hành, kinh doanh dưới những tên trường như Brooklyn Park University và Nixon University. Họ gắn kèm hình ảnh những sinh viên cười rạng rỡ và thậm chí các bài báo giả ca ngợi về trường của họ. Hơn 3.000 chứng chỉ bằng cấp giả do Exact cung cấp đã được bán cho những người mua ở Anh trong năm 2013 và 2014, gồm bằng thạc sĩ và tiến sĩ. Trong số những người mua bằng giả, có cả các y tá, bác sĩ tham vấn của dịch vụ y tế quốc gia. Một người Anh được ghi nhận chỉ cần 500.000 bản cho văn bằng giả. Bộ Giáo dục Anh cho biết họ hành động quyết liệt để dẹp tình trạng gian lận bằng cấp gây thiệt hại cho những người theo học trường lớp thực thụ. Trả lời phỏng vấn hãng CNBC, cựu tổng thống Mexico Vincent Fox cho rằng, Mỹ có quyền xây dựng tùy ý các bức tường mà nước này muốn, nhưng đây không phải là biện pháp đúng đắn để giải quyết về vấn đề an ninh thế giới. Ông Fox nói, trong lịch sử, các bức tường không bao giờ có tác dụng như vạn lý trường thành, bức tường Berlin. Có nhiều cách thông minh hơn để đem lại trật tự ở khu vực biên giới, mang lại cho an ninh cho khu vực. Cựu tổng thống Fox Người thường xuyên chỉ trích tổng thống Donald Trump cho rằng khi nhắc tới hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA, ông Trump luôn sai lầm. Theo ông Fox, tổng thống Trump muốn tạo ra sự thay đổi lớn đối với thỏa thuận thương mại giữa Mỹ, Mexico và Canada bởi thỏa thuận hiện nay không công bằng với Mỹ. Ông Fox nhấn mạnh, "Chúng tôi muốn ở lại NAFTA. Chúng tôi muốn một NAFTA được cải thiện." Nhưng nếu chúng tôi bị đá ra khỏi hiệp định này, chúng tôi vẫn còn nhiều sự lựa chọn. Đồng thời, lưu ý rằng Mỹ chỉ chiếm 20% nền kinh tế thế giới. Ông Fox cho rằng Mexico có thể lựa chọn Trung Quốc để ký thỏa thuận thương mại. Các nhà đàm phán đã tiến hành vòng thương mại về NAFTA kéo dài một tuần, bắt đầu từ ngày 23 tháng 1. Đây là vòng đàm phán lần thứ 6 và cũng là vòng đàm phán áp chót được cho sẽ kết thúc vào cuối tháng 3 tới để tránh trùng với tổng tuyển cử của Mexico. Cái chết của ông Lê Đình Hồ, một luật sư người Việt ở Úc, có nhiều bí ẩn vì cảnh sát vẫn chưa tìm ra được lý do tại sao hung thủ lại bắn ông. Các báo ở Úc như ABC, Daily Mail và Daily Telegraph vừa đưa ra thêm một số chi tiết về vụ án này. Theo Daily Mail, đoạn phim từ máy ghi hình cho thấy Cảnh hung thủ uống một ngụm từ chai nước, cảnh sát vẫn đang cố tìm kiếm chai nước này vì đây là manh mối duy nhất để tìm ra hung thủ. Còn về lý do tại sao ông Hồ bị bắn thì có rất nhiều giả thuyết. Báo chí Daily Telegraph cho biết, ông Hồ đang thiếu nợ rất nhiều tiền và phải rút tên công ty Leden Lawyers LTD của mình ra khỏi sổ, ghi danh các doanh nghiệp trong 6 tháng của năm ngoái. Phía cảnh sát thì cho rằng ông bị giết vì ông là một luật sư hình sự thanh tra Throne cho biết, đây là một nghề nguy hiểm, tùy kiếm ra tiền, tôi nghĩ ông bị giết vì ông làm nghề này. Báo Daily Mail cũng cho biết, một lý do nữa khiến ông Hồ bị bắn là vì ông là một người chống cộng rất mạnh. Báo ABC cũng cho biết, ông Hồ là một người rất thẳng tính, không hề ngại ngùng để nêu lên suy nghĩ của mình và đó có thể là một trong những lý do khiến ông bị sát hại. Chính phủ Somalia thông báo Lực lượng an ninh nước này vừa giải cứu 35 trẻ em bị nhóm phiến quân hồi giáo Al-Shabab tuyển dụng làm binh lính trong một trại huấn luyện ở miền Nam Somalia. Trong một tuyên bố, Bộ Thông tin Somalia cho biết, chính phủ sẽ cung cấp tất cả các dịch vụ chăm sóc căn bản cho các trẻ em, trong bối cảnh cần kịp thời phục hồi thể chất và tinh thần cho các trẻ em trong dài hạn. Tuyên bố trên cũng cho biết Chính phủ Somalia đang quyết tâm tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự nhằm mang lại hòa bình và an ninh cho đất nước. Đồng thời, họ nói rằng họ sẽ không bao giờ chấp nhận nhìn thấy trẻ em bị sử dụng làm lính. Chính phủ Somalia gần đây đã có những tiến bộ đáng kể trong việc ổn định tình hình đất nước, bao gồm cả việc giành lại một số vùng lãnh thổ từ các phần tử khủng bố, đồng thời ngăn chúng tập hợp lại và tổ chức các cuộc tấn công mới. Trước đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc lên tiếng yêu cầu chấm dứt ngay lập tức việc tuyển dụng và sử dụng lính là trẻ em ở Somalia. Liên Hiệp Quốc khẳng định sử dụng lính trẻ em là một tội ác chiến tranh và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ vấn nạn này tại Somalia, đồng thời phối hợp với chính quyền sở tại các biện pháp ngăn chặn cẩn cấp. Người đứng đầu công ty thương mại điện tử lớn hàng thứ nhì Trung Quốc, JD.com Inc., các bộ Hoa Kỳ thi hành chủ nghĩa bảo hộ nghiêm khắc chống lại các công ty Trung Quốc và khuyến cáo cho rằng việc này sẽ có ảnh hưởng ngược đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Richard Liu, chủ tịch kiêm tổng giám đốc JD.com nói: "Công ty ông không những chỉ muốn vượt qua công ty Alibaba như là một công ty bán lẻ trên mạng lớn nhất Trung Quốc mà còn muốn trở thành công ty toàn cầu." Tuy nhiên, giống như các tổng giám đốc Trung Quốc khác, ông Liu nói: Ông thấy khó xâm nhập thị trường Mỹ. Hiện nay, công ty đang nhắm vào thị trường Đông Nam Á và sẽ tìm cách tăng trưởng trong vùng, kể về mặt tổ chức lẫn việc mua lại các công ty địa phương. Vào tháng 1 năm nay, JD.com cho hay đã đầu tư vào một công ty thương mại điện tử của Việt Nam là Tiki.vn. Hành động mới nhất trong khuôn khổ cứu đẩy chiến lược vào khu vực nơi mà Alibaba và Amazon cũng đã có những đầu tư đáng kể trong năm qua chính phủ Mỹ đã có lập trường cứng rắn đối với việc bán các công ty Mỹ cho các thực thể Trung Quốc, giữa lúc đã có những căng thẳng trong quan hệ thương mại hai nước. Với việc Washington quyết tâm thu hẹp thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc vốn đã lên tới mức 347.000 tỷ Mỹ Kim trong năm 2016. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngưng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Cáo phó Trong niềm tin đấng Kitô phục sinh, đại gia đình chúng tôi rất đau buồn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Bố, ông nội, ông ngoại, ông cố nội, ông cố ngoại của chúng tôi – là cụ ông Yusei Mai Ngọc Liệu Đã được chú gọi về Ngày 16 tháng 1 năm 2018 Tại Bệnh viện Hoa Ở Newport Beach, California, USA Hưởng thượng thọ 100 tuổi Linh cụ sẽ được quàng Tại Thánh đường Đức Mẹ La Vang Địa chỉ 288 South Harbor Boulevard Santa Ana, California 92704 chương trình tang lễ thứ năm ngày 1 tháng 2 2018 1 giờ trưa tới 2 giờ 30 trưa lễ phát tang và làm phép xác 2 giờ 30 trưa đến 6 giờ chiều thăm viếng đọc kinh cầu nguyện 6 giờ chiều tới 7 giờ tối thánh lễ tiễn đưa thứ sáu ngày 2 tháng 2 năm 2018 1 giờ trưa tới 6 giờ chiều thăm viếng đọc kinh cầu nguyện 6 giờ chiều tới 7 giờ tối, thánh lễ. Thứ bảy ngày 3 tháng 2 năm 2018, 10 giờ sáng, thánh lễ an táng tại thánh đường Đức Mẹ La Vang. Sau thánh lễ, di quan để hỏa táng. Tang gia đồng khắp báo, trưởng nam Mai Minh Chí, vợ và các con các cháu, thứ nữ Mai Vân Anh, chồng và các con cháu, thứ nữ Mai Tú Anh, chồng và các con cháu, thứ nữ Mai Quỳnh Anh, chồng và các con, thứ nữ Mai Hồng Anh, chồng và các con, thứ nữ Mai Lan Anh, các con và cháu, thứ nam Mai Minh Nghĩa, vợ và các con, cháu, thứ nam Mai Minh Dũng, vợ và các con. Cá phó này thay thế Thiệp Tang, xin miễn phúng điếu. Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam, thành kính phân ưu cùng gia đình trưởng Mai Liệu.